Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu chương trình hôm nay là phần sổ tay học hướng dẫn chăm sóc trẻ khi bị cúm B và bài thuốc đông y chữa hen phế quản. Phần hỏi đáp y tế mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với bác sĩ để tìm hiểu về bệnh viêm da dị ứng. Cuối chương trình là câu chuyện y tế về hiến tạng khó khăn từ nhận thức. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trẻ bị cúm B có nhiều biểu hiện giống với cảm lạnh thông thường. Nhiều phụ huynh dễ nhầm lẫn dẫn tới bỏ sót và chậm trễ trong việc chẩn đoán điều trị. Với triệu chứng lâm sàng dễ nhầm, bệnh có thể trở nặng nhanh chóng ở trẻ, dẫn đến hàng loạt biến chứng khôn lường với sức khỏe như viêm phổi, viêm cơ tim, suy hô hấp. Vậy cần làm gì để nhận biết và chăm sóc trẻ bị cúm B? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Đào Thúy Đạt, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên để có lời giải đáp. Cúm B này là do virus cúm gây ra. Thế thì ở trẻ em ấy thì cái virus cúm này nó sẽ gây ra một số biểu hiện. Đa phần các trẻ là đều sốt. Ngoài ra thì có biểu hiện thêm nữa là đau họng này, rồi đau đầu này, mỏi cơ này. Những trẻ lớn hơn thì có thể là đau nhức hốc mắt này, mỏi cơ, mỏi người, mỏi toàn thân. Thế một số trẻ thì có biểu hiện là nôn hoặc là rối loạn của cái đường tiêu hóa, ví dụ như là ỉa chảy kèm theo. Thế còn thì có những cái cháu mà biến chứng nặng hơn thì có thể có các biểu hiện của nhiễm khuẩn của hệ thần kinh trung ương, ví dụ như là viêm não màng não thì sẽ kèm theo là đau đầu, rồi sợ ánh sáng này, rồi là nôn vọt này. Đấy, thế ngoài ra thì còn có thể có các dấu hiệu bệnh nặng khác của viêm phổi nặng này, ví dụ như là suy thở này, khó thở, thở nhanh này, thở rút lõm lồng ngực này, thở vào phồng cánh mũi này, thở rút lõm hõm ức này. Tất cả những cái dấu hiệu đấy nó có thể bị lẫn sang các cái bệnh khác. Thế vì thế nên là khi mà trong cái thời gian mà đa phần các trẻ bị ốm, bị sốt mà mình nghĩ đến cúm ấy, thì gia đình cũng cần phải theo dõi sát. Nếu như mà có các cái triệu chứng mà như vừa kể trên ấy, thì mình cũng nên theo dõi và có thể là nên liên hệ trực tiếp với các bác sĩ để có thể mình theo dõi để tìm ra các cái dấu hiệu cảnh báo sớm để mà mình phân loại bệnh nhân, để tránh tình trạng là có những trẻ mà nhập viện trong tình trạng rất là nặng. Có nhiều trẻ chúng tôi gặp là bị mất nước rất nhiều, có nhiều trẻ thì bị sốt cao và nhiễm khuẩn thần kinh trung ương, nhiễm khuẩn là viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim. Có một số những cái lưu ý gạch đầu dòng để mà nhớ về cái chăm sóc. Đầu tiên ý là cúm B là cái bệnh mà lây truyền qua đường hô hấp, vì thế nên tốt nhất chúng ta phải cách ly được trẻ tương đối với các trẻ khác và cách ly cả với người lớn. Ở đây có nghĩa là cách ly tương đối có nghĩa là gì? Không phải là để riêng trẻ một phòng riêng ở một không gian riêng, mà có thể là mình sẽ đeo khẩu trang này. Đấy, mình có thể là mình khi mà trẻ ho hoặc hắt xì hơi các thứ thì mình sẽ hướng dẫn trẻ dùng khăn giấy để che dịch tiết bắn ra từ đường hô hấp của em bé, hoặc là mình có thể hướng dẫn em bé khi mà hắt xì hơi thì che tay như này để cái dịch tiết đấy nó không bắn ra xa. Ngoài ra thì khi mà các cái trẻ mà bị mắc cúm B thì thường hay có biểu hiện sốt và sốt cao, vì thế nên chúng ta sẽ phải theo dõi nhiệt độ liên tục cho trẻ. Cái việc theo dõi nhiệt độ liên tục cho trẻ thì sẽ có mấy cái tác dụng. Thứ nhất ý, là mình sẽ bắt đúng được cái thời điểm mà trẻ bắt đầu sốt đến cái ngưỡng mà mình phải dùng hạ sốt, tránh tình trạng trẻ sốt cao. Sốt cao thì sẽ kèm theo các biến chứng khác, ví dụ như co giật là cái biến chứng mà chúng tôi rất hay gặp. Ngoài ra thì vì là các trẻ mắc cúm này thì sẽ biểu hiện theo là sốt này thì sẽ gây mất nước này, thở nhanh thì cũng gây mất nước này, ho khò khè nhiều thì sẽ gây mất nước này, có thể là nôn chớ gây mất nước này, rồi ỉa lỏng gây mất nước. Vì thế nên cái việc mà bù đủ dịch cho các trẻ là rất quan trọng. Bù đủ dịch ở đây có thể là mình sẽ bù bằng các cái nước hoa quả, nước trái cây, ví dụ như nước dừa, nước cam, nước táo. Cái vị gì mà em bé nó thích uống thì mình có thể bù bằng cái vị đấy. Thế còn có một cái dung dịch bổ sung nước điện giải, dung dịch Orezon. Thì cái dung dịch Orezon này thì tốt nhất là mình phải dùng theo chỉ định của bác sĩ và được hướng dẫn cẩn thận. Mình không nên tự ý mua và mình không nên tự ý dùng. Khi mà các cái trẻ mà bị sốt rồi là bị nôn như thế thì thường bao giờ đường tiêu hóa cũng là rất là yếu, và các trẻ thường hay kèm theo là chán ăn. Vì thế nên là ưu tiên những cái thức ăn mà dễ tiêu, ưu tiên những thức ăn lỏng, ưu tiên những cái thức ăn mà trẻ thích ăn. Đấy, ví dụ như là đồ luộc này, hoặc là những cái đồ hấp này. Đấy, hạn chế những cái đồ khó tiêu, ví dụ như là chiên rán hoặc những cái đồ nhiều mỡ. Đấy, hạn chế các cái chất kích thích trong cái giai đoạn này. Thì đấy là những một số những cái lưu ý khi mà chăm sóc trẻ tại nhà. Hen phế quản là một bệnh mãn tính tương đối phổ biến. Trong y học cổ truyền, hen phế quản thuộc phạm vi của chứng háo suyễn. Nguyên nhân gây bệnh gồm có ngoại tà xâm nhập, đàm thấp ứ trệ, phế thận hư nhược. Mục sổ tay học kỳ này, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đức Đường, Phó Giám đốc Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Hưng Yên sẽ giới thiệu đến quý vị bài thuốc đông y điều trị hiệu quả chứng bệnh này. Đối với viêm phế quản mãn tính, thì đây nó thuộc phạm vi khái thấu của y học cổ truyền. Trường hợp này bệnh đã lâu ngày,
có cái tình trạng ho, khó thở, khạc đờm kéo dài, rồi có thể là có sốt hoặc không sốt. Và thông thường thì người bệnh đã bị ảnh hưởng nhiều đến tình trạng sức khỏe. Nên trong các cái phép điều trị thì đều có nâng cao cái chính khí cơ thể, kết hợp với một các số các cái vị thuốc có tác dụng vừa bổ vừa giảm ho, long đờm. Ví dụ như các thuốc bách bộ, rồi ma hoàng, rồi hạnh nhân, rồi bán hạ, cát cánh, cam thảo, trần bì, mạch môn, vân vân. Vị thuốc ma hoàng, đây là một cái vị thuốc cũng được dùng rất nhiều trong cái điều trị các cái viêm phế quản cấp hay là mãn tính, có tác dụng gây giãn cái phế quản. Hạnh nhân này có tác dụng giảm ho, nông đờm rất tốt. Cái vị thứ ba cũng rất là hay được dùng là cái vị cắt cánh. Cái vị nữa là cái vị bách bộ, cũng là một cái vị thuốc có tác dụng thanh phế và nông đờm rất là tốt. Mạch môn, vị thuốc này có tác dụng bổ âm, bổ phế với những trường hợp mà viêm phế quản mà do táo khí nhiều, cơ thể âm hư nhiều thì dùng vị mạch môn. Trần bì cũng là một cái vị thông thường rất hay dùng, có tác dụng giảm ho. Cái vị cam thảo là cái vị có tính chất bổ và điều hòa, chung các cái vị thuốc cũng hay được dùng trong các cái thuốc y học cổ truyền. Liều lượng dùng các cái vị thuốc này thì thường dùng riêng có cái vị thuốc ma hoàng này thì người ta thường dùng liều thấp khoảng độ 4-5 gam trong một ngày. Và cái vị ma hoàng này nó có một cái tính đặc biệt là khi dùng thì thông thường người ta cho vào sau và người ta vớt cái bọt khí của cái ma hoàng này đi, đó, bệnh nhân mới uống. Thế còn các cái vị khác như là cát cánh rồi thì bách bộ, hạnh nhân, rồi thì cam thảo, rồi thì mạch môn thì người ta thường dùng có thể dùng từ 8 đến 15 gram một ngày. Cách sắc thuốc này thì về cơ bản là đơn giản, không có vấn đề gì. Tức là thường thì bà con cũng hay được các cái thầy thuốc khuyên là khi sắc thuốc thì trước tiên là chúng ta đổ ngập thuốc và chúng ta để trong. Viêm da dị ứng là tình trạng da liễu có thể gặp phải ở mọi lứa tuổi, từ trẻ sơ sinh cho đến người lớn tuổi. Bệnh gây nhiều bất tiện trong đời sống nếu không có cách kiểm soát, còn có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trao đổi giữa phóng viên của chương trình với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Đồng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên để tìm hiểu về nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng ngừa bệnh viêm da dị ứng. Xin chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin hỏi bác sĩ là bệnh viêm da dị ứng là một bệnh như thế nào và có nguyên nhân từ đâu ạ? Bệnh viêm da dị ứng là một cái bệnh mà phản ứng của da với những tác nhân bên ngoài tác động vào da, rất nhiều nguyên nhân, do vi khuẩn, do môi trường, do hóa chất vân vân, thì biểu hiện của nó là một cái phản ứng viêm đỏ ngứa với những tác nhân bên ngoài kích thích vào da, có thể tại chỗ, có thể toàn thân, tùy theo cơ địa của từng người. Đấy là gọi là viêm da dị ứng, không nơi giữa người này với người khác. Vậy thưa bác sĩ, biểu hiện của viêm da dị ứng là gì ạ? Viêm da dị ứng thì biểu hiện rất đa dạng, có thể nếu mà từ nhẹ đến nặng. Ví dụ như một người tiếp xúc với tác nhân mà tại chỗ thì một nhẹ thì nó chỉ là một cái khô da đơn thuần, và nặng hơn một chút thì đỏ da và ngứa, và nặng hơn chút nữa thì là phù. Tôi lấy ví dụ như một người tiếp xúc với một cái thuốc nhuộm đầu, nhuộm đầu thì nhẹ đơn giản thì ngứa, nặng tí nữa thì phù hết cả mặt mũi, nặng hơn nữa thì tiết dịch, và nặng hơn tí nữa có thể là phải cấp cứu, mà nặng hơn nữa có thể sốc phản vệ. Thì đấy là biểu hiện khác nhau, và tiêu chung lại thì tiếp xúc có thể đỏ, ngứa và phù lè, chảy nước. Đấy là cái biểu hiện từ nhẹ đến nặng tùy cơ địa phản ứng của từng người. Biến chứng của viêm da dị ứng nguy hiểm như thế nào thưa bác sĩ?
viêm da dị ứng tiếp xúc hoặc là dị ứng nói chung thì nó rất là nguy hiểm. Nếu nhẹ đơn thuần chỉ là một cái thoáng qua khi ta dừng tiếp xúc lại thì là hết. Thì lặng tí nữa thì từ cơ địa phản ứng của từng người thì có thể chỉ lúc đầu chỉ ngứa và tại chỗ, mà nặng nữa thì có thể là lan rộng khắp toàn thân, phản ứng toàn thân từ tại chỗ phản ứng toàn thân. Và lặng tí nữa có thể là một biến chứng, có thể khi mình gãi có thể nhiễm trùng, từ nhiễm trùng đến phản ứng toàn thân, có thể nhiễm trùng máu, trùng huyết từ vị trí tổn thương. Làm thế nào để có thể phòng tránh được căn bệnh viêm da dị ứng này? Đầu tiên là khi chúng ta mắc bệnh, từ cả uống thuốc mua thuốc là đầu tiên chúng ta phải đến điều trị là bác sĩ. Chúng ta không tự ý đến hiệu thuốc, tự ý đến những ông năng vườn và tự ý chúng ta mua thuốc bôi cũng như uống, đấy là cái đầu tiên. Thứ hai nữa là chúng ta phải sinh hoạt chế độ ăn uống, đặc biệt những người đã có cơ địa dị ứng, như là ví dụ như bố mẹ bị hen phế quản, bố mẹ cơ địa dị ứng thì đẻ ra con chắc chắn cơ địa dị ứng. Ta sinh hoạt ăn uống phải hết sức điều độ, kiêng chất kích thích như là bia rượu, cà phê, thuốc lá, đặc biệt là rượu bia và thuốc lá. Thứ hai là nếu như người cơ địa dị ứng như hen phế quản hoặc thay đổi thời tiết mà dân gian gọi là dị ứng thời tiết thì chúng ta phải lưu ý, và thứ hai ăn uống đủ chất và sống lành mạnh, dinh dưỡng tốt, dùng thuốc thận trọng theo chỉ bác sĩ thì chúng ta cũng phòng bệnh được cái dị ứng cũng như là phòng bệnh được cái viêm da tiếp xúc hay viêm da dị ứng nói chung. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích vừa rồi. Thời gian gần đây, dù đã có rất nhiều người đăng ký hiến mô tạng và các bộ phận cơ thể người, nhưng việc tuyên truyền để cộng đồng hiểu rõ được ý nghĩa của hành động cao đẹp, cho đi là còn mãi, vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Năm 26 tuổi, cô gái trẻ Nguyễn Thị Sim ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang đã quyết định đăng ký hiến mô tạng mặc cho những lời bàn tán của mọi người xung quanh. Nhiều khi là có người bảo là mẹ còn chẳng nuôi được, toàn nghĩ đến cái chết. Họ nghĩ là mình trầm cảm nên là mình hiến tạng khi mình đang sống. Nhiều người là đang hiểu nhầm về vấn đề đấy. Nhờ có việc hiến tạng này em cảm thấy là mình có một cái giá trị gì đấy và em bắt đầu tìm hiểu lại chính bản thân em hơn. Vợ chồng ông Đại, bà Vì ở xã Liên Khê, huyện Khoái Châu đã cùng nhau đăng ký hiến mô tạng vào tháng 3 năm 2019. Lý do để họ đưa ra quyết định cũng giản dị như hạt gạo luống rau họ làm ra. Chôn thì thối, mà thiêu thì nó cũng cháy hết cả. Thế nhưng mà mình mà hiến được ấy thì mang lại được cái ý nghĩa nó còn tồn tại mãi mãi về sau. Tức là làm xong một cái thì mình về mình bảo cho đi thì còn mãi mà nó đẹp thì mình làm. Cứ vợ chồng mình hiến nhá. Thế là hiến thì làm luôn. Đấy, về chú ký Hà Nội. Thế nhưng khi ông Đại ra đi đột ngột, không lời chăn chối, thì tấm thẻ đăng ký hiến tạng của ông để lại cũng không thể giúp bà Vì hoàn thành được ước nguyện của ông. Người ta chỉ nghĩ là mình dở, không được. Bây giờ ông ấy đương què rồi, lại moi cái mắt của ông ấy ra làm sao được. Hôm ý là nếu mà chú mà hiến là chú được mấy cái bộ phận đấy. Thế nhưng mà không làm được. Mình là cũng sẽ cố gắng làm cái di chúc, mà di chúc là to, không phải bé. Ý nguyện của mẹ là sẽ hiến tạng cái lúc mà trẻ, nếu mà già là hiến xác để cho y khoa. Thì mình sẽ viết rõ ra sau này phải làm cho mẹ. Làm cái này mà để có tiền, để người ta trả tiền mình là không phải. Mình chỉ suy nghĩ cho đi là còn mãi, thế thôi. Theo đại diện Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Hưng Yên, hiến tạng, việc cho đi một phần cơ thể sau khi mất để hồi sinh sự sống trên người khác mới chủ yếu dừng lại ở mục đích truyền thông, góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân. Dù đã có nhiều hơn những người với tinh thần cho đi là còn mãi, nhưng việc tuyên truyền để cộng đồng hiểu rõ được ý nghĩa của việc hiến tạng vẫn gặp nhiều khó khăn. Phong trào này cũng mới được triển khai những năm gần đây, nên việc tuyên truyền vận động vẫn chưa được sâu rộng và lan tỏa. Người dân cũng chưa hiểu biết sâu, vẫn còn cái tư tưởng khi mất là vẫn phải còn nguyên vẹn. Khi người mà tự nguyện đăng ký tham gia hiến mô hiến tạng, người thân trong gia đình chưa đồng thuận thì cái việc này cũng chưa thực hiện được. Hưng Yên hiện có gần 300 người đăng ký hiến mô tạng. Riêng năm 2022, con số này là 39 người. Để bản danh sách nối dài hơn, những chiếc thẻ đến tay nhiều người hơn và thực sự trở thành chiếc thẻ hành động, thay đổi nhận thức của cộng đồng vẫn còn là một hành trình dài. Chương trình Cuộc Sống Khỏe hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.